Thường thường là ban đêm là chú ăn cái gì chú? Ban đêm nhìn đói. Thường thường ban đêm là nhìn đói, nếu mà ai cho gì thì mình ăn đó à? Không cho là chú nhìn đói là không có mua gì ăn luôn. À, nhìn đói đi ngủ, uống nước thôi. Trời ơi. Bây giờ là 11 giờ khuya rồi nè. Chú đang ngồi ăn bánh mì nha các bạn. Chú ăn à? Dạ con chào chú nhá. Dạ chú ăn chú. Khoa, Khoa lắp cái mic luôn cho chú đi Khoa để mình nói chuyện. Cho rõ tại xe ổn quá chú. Đi ở đây ổn quá. Chứ gì mình nấu ở đường mà nó phải ổn rồi. Dạ. Ok mọi người. Thì ngày hôm nay là anh em mình quay lại thăm chú Thành nuôi 20 đứa con. 20 đứa con, 20 con chó các bạn. Chú Thành bao nhiêu tuổi cháu quên rồi nhỉ? Chú năm nay là trên năm 68 á. 68 là 50 54 mà. 53 tuổi mà nuôi 20 đứa con. Chú Thành là bây giờ cuộc sống chú sao rồi chú Thành? Cũng là chú cũng làm như cha bình thường vậy á. Làm như ai cũng mỗi ngày cũng ăn uống rồi. Giờ này lượm ve chai có được không chú? Không, lúc này động với ve chai. Lúc này ve chai là giá trị mình bán được có 1 ký có 2.000 3.000 rồi, không đủ sống. Ngoài chú lượm bán bao nhiêu? Bán có được hai mấy ngàn, 30.000 nhiều lắm là 30.000. Chứ giờ lúc này được chú cũng đang đau lưng nữa, đi đâu dám đi xa. Dạ. Gần làm công việc gì thêm không? Không, chỉ có ve chai à, ve chai nuôi cho nó thôi. Dạ. Thì hiện tại bây giờ là chú còn tất cả bao nhiêu đứa con? Bây giờ chú còn 18 con là coi như còn 5 con ở Phú Y nữa. 5 con đang làm Phú Y. Tự gì đó đang bị tiêu chảy cái máu á rồi. Dạ. Mình cho người kia cho tiền á để lo cho nó. Dạ. Mới bây giờ là đang cho nó ăn nè chú. Cho nó ăn cơm cá mồi. Mua cơm cho nó ăn cơm cá mồi. Cơm cá mồi luôn. Thì chú ăn cơm chưa? Chưa, mua cơm ngọt, cơm với chiên chưa ăn. Chưa có ăn. Mua hộp 20 ngàn à. Thế tổng cộng bây giờ là chú đang nuôi 18 con. Đúng rồi, còn 5 con ở Phú Y. Cái gì nó đang bị tiêu chảy. Bữa giờ bọn cháu nhớ chú quá trời luôn. Nhưng mà bữa nay mới có dịp đi ngang qua đây rồi dừng lại thăm chú. Hay quá bạn rồi. Thì sắp sửa Tết rồi, còn có hơn 2 tháng nữa Tết rồi. Tết nhất chú tới đâu rồi? Đó, chú vòng vòng ngoài này thôi. Có tính sửa sang gì thêm căn nhà của chú không? Bây giờ đâu có gì đâu, sao bây giờ mua sơn mà chú có xe tơ mua sơn nè. Nhưng mà Tết nhất nó phải mình sắm mua sơn, đồ chân chỗ đẹp đẽ rồi. Đèn chớp này kia rồi. Tết nhất là phải sắm đồ đạc này kia các thứ chứ. Thì chú ở với mình mà mình sống ngoài này mình mặc đồ cũ chứ mình mặc đồ mới giờ lắm. Chứ ở đây không có nước gì. Vậy là ý của chú là Tết là chú dày luôn đấy hả? Chú mặc dày không ạ? Như ngày bình thường luôn. Ngày bình thường ngày thường ngày lễ Tết là như nhau hết luôn. Chứ gì mấy con mấy đứa nít nó còn phải Tết chứ bây giờ mình lớn rồi không phải được nữa. Hôm bữa chú nói thay gì đó chú thay chưa? Thay rồi, thay dạng sắc rồi, bây giờ công chờ Tết nữa. Đâu chú dắt cháu coi một vòng coi chú. Là hôm bữa là chú thay cái nào nhờ? Đó là thay quân vàng, bây giờ công chức nữa nè, thấy không? Đó giờ công nữa nè. Bữa là bọn cháu cho chú tiền chú thay cái công đó đó đúng không? Đó bây giờ thay hết quân vàng, bây giờ công chức tiếp nè. Chú biết sao ở đây là mình nằm nó nặng á. Dạ. Đó giờ công á. Công chức nè. Tổng cộng bây giờ là 18 con chó. 18 con. Thêm mấy con chó nhỏ đâu rồi chú? Mấy con chó nhỏ cho hết rồi. Người ta xin à? Người ta xin mình xin á, mình cho những mấy người nào mà thương á mình cho, còn mấy người nào mà không thương mình đâu dám cho. Em thấy đây, đây là vẫn là cái bảng của chú Thành nè mọi người. Đổi lại này, đổi ở khác. Mà cái số điện thoại này là của chú đây đúng không? Đúng rồi. Đó. Cái địa chỉ này của chú là ở đâu nhỉ? Chú đọc 1, chú đọc địa chỉ 1, đi. 1061. Biết rồi. Đó ngay chỗ đường Vũ Giải là. Không để cho chú Thành chú đọc địa chỉ đi, nếu mà ai có ghi lại đi kiếm chú Thành hay giúp đỡ chú Thành thì lại thẳng đây luôn. 1061 đường Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5. Thì đó mọi người, thì ở trong những cái video trước mà anh em mình quay á thì anh em mình cũng quên, cũng không có để tên đường nữa, nên là mọi người hỏi là chú Thành ở đâu rất là nhiều luôn, nên là ngày hôm nay anh em mình quay lại, anh em mình để địa chỉ cho chú Thành cho mọi người coi luôn. Có ai muốn kiếm Thành thì lại địa chỉ này nha các bạn. Đi mình đi một vòng qua đây chú. Rồi cái này là ve chai sao chú? Bây giờ ve chai chú lụm này đó, về chờ cột nè. Làm nhiều cũng đầu lấy cái bao đó đổ vô. Bởi mấy con này cắn đứt đèn hoài nè, bởi câu cái đèn hoài nè. Chú cái này tao cho chú sao lương ngô vẫn là con chó luôn chú. Tao cho cái vỏ, người ta cho vỏ có vỏ đồ, bây giờ lấy đó vỏ nó đựng bứt ra. Đừng bứt ra với nồi vậy chồng á. Đi mình vô đây mình ngồi chút chú. Đi mình ngồi xuống đây.
À, bây giờ chú cháu mình ngồi đây nói chuyện chút. Thì là ngày hôm nay á, bọn cháu quay lại đây bọn cháu thăm chú á. Con chó kia chú bắt nó ra được không? Con nào? Cái đó con mực. Mực lên ba này là mực. Đây là ba. Đây. Con này cái gì chú Lạnh? Con này con mực. Mực hả? Để được ba con cho đó. À. Con này hình như hôm bữa cháu gặp nó là nó nhỏ xíu đúng không? Đâu có, lúc bữa gặp thì trời đó là con đẻ đó. Con này à, con này hôm bữa nó đẻ đó hả? Ờ, đẻ ba con đó. À, rồi. Con này nuôi lâu rồi, tại vì nó bệnh nằm mua 6 lần luôn á. Ờ. Mà chú phải chú có cái thằng bàn đi chích nó đó. Con chó này thuộc loại chó gì mà cái lông nó mượt vậy ta? Chó này nó lai thôi. Lai. Ờ. Bữa giờ chú cho mấy con rồi? Cho hết ra 8 con nhỏ rồi. Sao chú biết người ta như thế nào mà chú cho? Tại vì mấy người mà đem thức ăn đồ lại rồi người ta đem xin. Đâu có nhiều người đem, người nhiều cũng đem. Mấy người nào thương người ta đem lại ra cho. Dạ. Thức ăn mình cho thì mình nói người ta đây kiếm người cho. Dạ. Thì ok chú Thành, thì ngày hôm nay bọn cháu quay lại đi thăm chú á. Thì bọn cháu cũng đem tặng cho chú một món quà. Thì có một cái chị á, cái chị mà ở bên nước ngoài, chị gửi cho chú một món quà để cháu xem lại nào đâu rồi. Thì ok mọi người, thì là ngày hôm nay anh em mình quay lại đây thăm chú Thành nhá. Thì mình có đem một cái món quà của cái chị gì tên tiếng Anh tên ăn gì nè, chị ở bên nước ngoài á, chị gửi cho chú Thành 200 đô. Đây là anh em mình quay lại mình gửi tặng cho chú Thành 200 đô luôn. Này qua qua anh bóp anh đưa chú 200 đô này. 200 đô là 100 đô là 2.3 triệu, 200 đô là 4.6 triệu. Và mình gửi cho chú Thành 4.6 triệu nha mọi người. Nói chung là tất cả mọi người á, những ai gửi tiền á thì là chắc chắn anh em mình sẽ đưa, nhưng mà không biết là thời gian sớm hay muộn thôi. Tại thời gian bận quá. Tại vì chú Thành này là lần trước là mình quay là lâu lắm rồi đúng không chú Thành? Đúng rồi, lâu rồi. Cách đây 3-4 tháng đúng không? Cũng khoảng 2-3 tháng rồi. 4.6 mình quay chú Thành là cách đây cũng khoảng 3 tháng rồi, nhưng cũng có cái chị đó gửi, nhưng mà ngày hôm nay là anh em mình mới sắp xếp được thời gian mình qua mình gửi cho chị, cho chú Thành. Đến rồi chưa? Đưa chú Thành đến đi, đưa chú Thành đến đi cho đó. Đủ không? Đêm lớn rồi. Đúng rồi, 4.6 triệu. Rồi, ok mọi người, thì là mình gửi cho chú Thành là 4.600.000. Đối với 2 đô là tương đương là 200 đô của cái chị kia bên nước ngoài chị gửi cho chú Thành đó. Chú Thành cảm ơn chị đó. Rồi, chú cảm ơn. Không biết tên gì đâu, biết tên gì. Thì chú cứ cái là cảm ơn chị đó, chú biết là cảm ơn cháu. Rồi, chú cảm ơn chú cảm ơn cháu là gửi cho chú 200 đô. Chú cảm ơn cháu rất là nhiều. Thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng anh em mình và đã gửi tiền cho anh em mình để mang lại cho chú. Thì mình nói lại một lần nữa là mọi người gửi tiền cho những cái hoàn cảnh anh em mình quay video á, thì là chắc chắn là anh em mình sẽ đem lại. Nhưng mà thời gian sớm hay là muộn thôi. Chú Thành thì mình quay video của chú gần đây nhất là 3 tháng đúng không chú? Đúng rồi, 3 tháng. Nhưng mà ngày hôm nay anh em mình mới sắp xếp thời gian được mình đem qua mình gửi cho chú 200 đô của cái chị đó bên nước ngoài. Đó thì lắm. Cái 200 đô này tiền thể thì gần tới Tết rồi thì chú rồi sắm sửa đồ đạc sắm gì sắm làm cái nhà đó mới lại. Rồi làm nhà mới cho mấy đứa nhỏ này, mấy đứa con của chú này. Đồ mới này, mua bao nữa. Mua bao đồ cũ. Thứ gì đó tính mua quần áo cho nó chơi Noel mà mắc quá mua không nổi. Một bộ con này bao nhiêu chú? Cũng cái 100.000 mà nó bán mắc quá mua không nổi. Dạ. Bên nào bán chú? Đó mà nó lấy nhiều lắm, bán nhiều lắm mà không dám mua. Ơi nói chung là bây giờ mình cũng nghèo, cái gì cần thiết thì mình mua. Đúng rồi, có bữa mình đói bữa no nữa thì mình mua. Cái gì cần thiết thì mình mua, nếu mà không cần thiết thì thôi. Đúng rồi. Dạ. Đi, bọn này nó sủa quá, mình qua đây mình ngồi tí đi chú Thành. Mình ngồi không đi. Không dám à. Đây hả? Mình ngồi ở cái cửa đây. Đây. Nghe không?
Rồi kê đấy chứ anh. Rồi Tết năm nay thì chủ tính làm sao? Tết năm nay cũng ngoài đường ngoài xá thôi. Là chú Thành bữa chú nói cháu là bao nhiêu năm rồi chú lang thang nhỉ? Dạ ra 35 năm rồi. Rồi tôi nói là cái 2 năm nay nuôi đó rồi. Là 30 năm, hơn 30 năm là chú là vô gia cư. Rồi đấy đó. Chứ kia 15 năm kia là chú không có nuôi, là chú vẫn lệnh cho cha mình. Tôi làm hồ, làm hồ không còn tới cái loài chó, làm ngay chỗ đó luôn. Không còn thấy tôi nói từ hồi bằng chó bây giờ mới nuôi nó luôn á, là 20 năm nay rồi. Dạ. Là bữa giờ là người ta đi qua đi lại người ta có hay cho chú tiền không? Có, hồi nãy người ta cũng người cho 100, người kia cho 100 có. Ờ, nhưng mà mua thức ăn rồi cho nó ăn có. Ờ, nhưng mà ô cái mic chú làm rớt rồi kìa. Rồi xong rồi. Không. Ăn búp nó không xác đó. Giống như chú bồ nãy. Mà có ai hay cho chú số tiền lớn không hay là chỉ cho 50% thôi? 50% với 500 có. 500 cũng có. Đó, đó rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng thôi đúng không? Ờ. Thì có chú dùng mua đồ ăn cho nó ăn. Mua đồ ăn cho nó ăn mà. Nhưng mà có bữa thấy vậy mua vịt quay cho nó ăn. Dạ. Quay luôn. Ờ, có con có 300 mai mua cho nó ăn. Không, có nhiều người ta thương chó lắm. Người ta thương chó, người ta mua cho chó. Là nhưng mà bây giờ là có ai có nói là xem được cái video ở trên mạng của cháu này lại cho chú tiền không? Đó có người cho đó, người cho 50% với 500 thôi đó rồi. Vậy á. Vâng. Bởi vì người ta muốn coi số điện thoại á, ta muốn kiếm mình, ta hỏi mình ở đâu, người ta điện thoại tới. Dạ. Bởi vì chú đang lụm như chai xa quá đó, rồi đâu có về kịp. Ví dụ như một ngày bao nhiêu người gọi chú? Thì theo bữa không gọi nữa. Dạ. Có bữa 2-3 người gọi, bữa không gọi, người không gọi, người nào gọi hết. Dạ. Rồi đây là chú cơm chú đang ăn đó à? Đó, cơm đang ăn đó, cơm mua cơm mới chiên 20.000 à. Dạ. Sao ở đây chú không ở bên công viên nữa mà chú ngồi đây? Chỉ vì bên đây là chủ nhật thứ bảy là mình đem qua đây. Ở nó mát, còn bên kia là ngày thường để bệnh. Mà với là bên đó, nhưng mà bây giờ mình đậu bên đó có được hay không? Hả? À? Bây giờ mình qua đó mình đậu có được không? Được, mình qua đó đậu được. À, bên đây nó mát hơn. Ừ, chỗ bên đây mới mát, mình ngủ đây dễ ngủ. Rồi, chưa hiểu rồi. Còn bên đó nó nắng quá, nóng. Bên này là ngày thường là chỗ này nó mở cửa lên, mình đậu đây không được đúng không? Đúng rồi. Rồi, chưa hiểu rồi. Bây giờ bên Sài Gòn này chú nghe nói đang có dịch bệnh đó. Chú biết không? Chú biết không? Biết rồi. Không có coi như mà không phải khẩu trang á. Từ 1 triệu tới 3 triệu. Chú có khẩu trang cho chú cái này. Chú có một bò bẩm quăng người ta mua ra cho. Ok mọi người, thì bây giờ cái tình hình mà dịch bệnh ở Việt Nam mình bắt đầu đang mình thấy trên báo nó cũng đang có người mới bị nhiễm mới á, nên là mọi người đi ra đường hay là đi đâu thì nhớ bịt khẩu trang đàng hoàng nhá. Nhất là những người mà đang ở Sài Gòn này, giống như anh em mình này đang ở Sài Gòn này. Nhưng mà hiện tại bây giờ là đang quay video á, nên là không thể nào mình bịt khẩu trang lại được. Nhưng mà bịt khẩu trang lại á, thì mình nói chuyện là mọi người sẽ không có nghe. Nên là anh em mình mới quay video này xong là anh em mình bịt khẩu trang bình thường. Đó. Mình tính mua khẩu trang cho chó luôn. Bịt cũng được, bịt được. Đơn giản kéo mà thôi. Để gì mình mua áo này, nó chó này đâu có dính Covid được đâu. Có áo giáp mà. Vì thức ăn cho chó chú còn nhiều không? Còn một hũ nữa hết rồi. Chú có gì kia mình đi mua thêm. Một hũ gì bao nhiêu tiền chú? Một bịch có mười mấy ngàn. Rẻ mà. Vì cái số tiền mà 4.6 triệu này là chú tính làm gì chú Thành? Chú đi chắc chú ra thai chắc với mua sơn về sơn lại quá. Cho nên giờ mới với mua cái cửa nữa. Mua cái miếng lưới đó làm cửa lại nữa. Bây giờ còn muốn mua đồ thức ăn cũng ngon cho chó mấy con mấy đứa này ăn nữa. Mua thức ăn cho đồ hộp nữa. Mua đồ hộp ở trong siêu thị cho nó ăn luôn á. Chú luôn dành cho tối đẹp cho tôi nó. Nói chung là mọi người là vừa cho chú số tiền đó là cho chú với cả cho mấy con chó này luôn. Nhưng mà chú thế nào? Chú cho chó mà. Bởi vậy chú cho chú về á là 4.6 triệu về chú cũng đâu ăn gì đâu. Yeah. Chú chỉ uống ly cà phê đen là chỉ 5.000 thôi. Còn bao nhiêu là chú dồn dập cho tụi nó ăn không? Dạ. Yeah. Đó chứ ăn không ăn bao nhiêu. Chừng nào đói lắm mới mua hộp cơm 20.000 ăn à. Dạ. Yeah. Đó gì đâu mua gì đâu nhiều. Hộp cơm gì từ sáng chiều yeah. Chú ăn nữa không? Không, trời tối bắt đầu xin cơm cho thiện ăn. Người ta tới đây người ta cho mình hay là mình sao chứ? Người ta đi chạy ngang ta phát. Ta đi xe Hyundai đai nè, ta đi ngang ta phát cho mình. Mình lấy. Chú Thành hôm bữa là chú
chú nói với cháu là chú có một đứa con trai á, đúng không? À. Chú có thể chia sẻ thêm về hoàn cảnh được không chú? Không, bây giờ chú cũng quan hệ nó nữa. Là mấy ông quan hệ đó nữa. Bây giờ chú là không muốn quan hệ nữa đúng không? À. Nên là mình không bây giờ chú xóa số này, chú đổi số khác không cho nó biết. À, rồi. Ok. Là ba chục năm nay rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Bởi con vợ nó có bầu rồi, giờ chú không quan tâm tới nữa. Nhưng mà ba chục năm nay vậy là con của chú chắc cũng lớn rồi, ba mấy 40 đúng không? Có 27 à. 27. Ờ, rồi chứ. Chú mới ra xa tụi nó đây là 5-6 năm nay à. Dạ. Chú với cả ý là chú Từ luôn hay gì? Ờ. Ừ. Mày nói ra để cho chú 50% chú không lấy. Chú coi để dành nó mày để đâu đu vợ con mày đi cho tao không lấy. À, anh biết chú ở đây không? Hả? À, biết. Biết đây mà họ không quan tâm đến nó. Nhưng mà con của chú là không nghe lời chú. Thế này thế kia không nghe lời chú, quầy quặng á, nên là chú không thích chú Từ luôn. Vậy thì đó, coi này mình nói chuyện, mình nói nó biết nghe lời, mình còn quan tâm tới nó không biết nghe lời, mình đâu quan tâm tới nó nữa. Nói chung là ok mọi người. Chữ mấy đứa này thôi. Dạ. Nói chung là đây là một cái hoàn cảnh và cái nỗi niềm riêng nên là chú không chia sẻ được, nên là mình cũng không có hỏi sâu về cái chuyện riêng tư về gia đình của chú. Tại vì nhiều cái mà chú nằm mà chú suy nghĩ chú buồn quá, chú khóc hoài à, bởi thấy mấy đứa này khóc rồi mà còn nước rớt nước mắt cái tụi nó à. Dạ. Mấy đứa này nó khóc được luôn à? Có khóc chứ. Nhưng lúc nào nó khóc sao mà nó khóc? À, không biết nữa, sao đó con nó khóc vui hoài luôn á, con bự con mặt con què á. Dạ. Khóc chịu nước mắt hoài à. Hôm bữa cháu gọi cho chú rồi, chú kêu là chú nhức đầu quá, chú ngủ ở dưới Long An gì mà. Đúng rồi. Sao bữa đó là bây giờ, giờ chú cũng mua nhức nữa. Mà chú suy nghĩ nhiều quá, chú nhớ là nhớ lo này lo kia quá chú cũng nhức đầu à. Bây giờ chú có nợ nần gì không? Hả? Bây giờ chú có nợ nần gì không? Không. Chú có nợ tiền ai không? Không. Để chú suy nghĩ là chú lo cho đó, tụi nó mạnh giỏi được rồi. Chú không cần gì hết. À. Vậy là chú sống qua ngày thôi đúng không? Nếu mà có nhiều tiền thì bọn nó ăn sang, nếu mà ít tiền thì bọn nó ăn khổ. Chứ không có vay mượn hay là nợ ai cả đúng không? À. Chú về đâu dám ăn cơm thịt, ăn cơm với cá, cá to cái chiên rồi. Chú suy nghĩ cái gì? Cho tụi nó chú trơn anh. Ừ. Bây giờ chú suy nghĩ là chú muốn làm chuồng cho tụi nó rồi lụm dây chay kiếm tiền bán hàng ngày. Dạ. Đó. Bây giờ mình đi hoài cũng hao xăng. Dạ. Mình đậu đây một chỗ không ai coi xe. Dạ. Đó khổ vậy thôi. Dạ. Bây giờ mình gửi cho người ta mình cũng không tin tưởng nữa. Mình chưa tin tưởng mình nữa, mình tin tưởng ai? Dạ. Đó bây giờ sợ tụi nó bị bắt như vậy á. Mà từ bữa giờ có thằng nào mà canh me chuồng chó của chú không? Không, tự nhiên chó xuống cái là chú giật mình liền mà. À, người ta đi ngang là xuống cái giật mình liền. Chú nằm trên đó có ăn trộm ăn cắp gì chú không? Không. À. Chú sạc pin bỏ vợ chú ngủ cho sáng luôn. Dạ. Chữ có chó chú không có sợ. Dạ. Chú sạc pin mà đường nào ta? Sạc pin đó bên kia kìa. À. Tối kéo dây điện ra sạc. Dạ. Có cho mà sạc kéo nhau ta. À. Dạ. Dở qua đường mà. Dạ. Tự nhiên nó để ổ cắm qua đường vậy nè. Dạ. Mình sạc, đậu xe lên sạc. Ê chú ngủ á. Dạ. Mình sạc chỉ một lần này rồi xe mình chạy được bao lâu? Đâu có, mình sạc sạc điện thoại. Rồi hả? Dạ. Mình sạc điện thoại á. Đậu xe chạy một sáng. Nằm xuống. Nằm xuống đây ba gãi đầu. Nằm xuống ba gãi đầu. Nằm xuống đây ba gãi đầu. Nằm xuống. Đù. Khôn. Khôn y chang như Kiệt vậy đó. Để gì nó là cũng là cốt là người mà. Yeah. Để gì là chẳng qua nó không biết nói chuyện thôi. Yeah. Bởi vì cái thương nó hôn nó hoài à. Giống là người không biết nói chuyện được. Yeah. Chẳng qua nó không biết nói chuyện, nó cũng là người thôi. Yeah. Không có cắn nhau không? Cho tay gài là gửi đầu con nhau. Ki. Đen. Gài là gửi đầu nó quái lắm. Yeah. Thì ok mọi người. Thì ngày hôm nay là anh em mình quay lại đây mà thăm chú Thành thì gửi cho chú Thành một cái món quà mà của cái chị bên nước ngoài gửi cho chú 200 đô đó. Thì ok, bây giờ anh em mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nhá. Nếu mà mọi người xem cái video này, nếu thấy cái video này hay và thú vị thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ video này cho anh em mình nhá. Các bạn nhớ like và chia sẻ để cho video này được nhiều người biết nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye bye.